Còn ốc của chị á, nó sạch là do ngày chị ngày nào chị cũng rửa, mua cây súng mà rửa xe, giờ chiều nào ra chị cũng xịt á, nên mới trắng được như vậy. Đến đây ăn thì đánh giá ốc của chị là tươi, tại vì hàng của chị là đi chợ mỗi ngày thôi, ý của mình. Còn cái hương vị của chị á, thì làm chuẩn vừa ăn, bình dân giá rẻ nữa, có 20-30k nên cũng dễ ăn. Quán của chị á, là không có menu, chị bán theo cái order, giống như là khách nào ăn á, thì lấy một con làm mẫu, lấy một con làm mẫu em bỏ vô dĩa xong em đem ra bàn, có người lại order cho em. Chủ của quán ốc cô Thấm, quán của chị kinh doanh nay được 3 năm. Quán của chị mở cửa từ 3 giờ chiều cho đến 12 giờ 20, nhưng mà khi giờ đó khách vô thì chị vẫn tiếp khách bán cho đến 2 giờ. Địa chỉ của quán chị là 450 sạc 28C, đường Dương Bá Trạc, phường 1, quận 8. Nói chung là hồi đó chị bán nó không có được lớn như vậy, nó đơn giản hơn, nhưng mà bán thì từ từ khách biết đến nhiều, rồi chế biến thì cũng phù hợp với khách, nên thì càng ngày theo cái nhu cầu của khách nên chị bán càng nhiều loại ốc. Hàng của chị là có 23 loại ốc, là gồm có ốc tỏi, càng ghẹ, sò điệp, sò lông, hào hương, ốc gai, tôm nướng, bà tuột nướng, ốc len xào dừa, sò huyết, móng tay, chem chép, ốc hương, cà na, chân gà, xào sả tới, chân gà hấp hành, ốc nhung, nghêu, sò dẹo, sò sữa, ốc bu, hào, dí sò mai, nướng trứng. Khách thường là thích ăn bà tuột nướng, chân gà nướng, với lại sò lông nướng. Nói chung thì tùy theo khẩu vị của khách mà chị thấy khách cũng ăn đủ những món của chị bán. Nói chung là một ngày bán hết tất cả chắc cũng mấy chục ký á. Quán của chị á, thì chị hay làm những món giống như là xào rau muống, cháy tỏi, xào me, xào bơ cay. Món xào thì đặc biệt nhất là món xào bơ cay. Nó còn món nướng thì chị nướng mỡ hành, nướng muối ớt, nướng tiêu xanh. Còn món đặc biệt khách thích ăn thì chị nướng bạch tuộc, nướng sả tới. Quán của chị bán có giá là 20-30k. 20k là những con ốc như là ốc tỏi, ốc khới, hào, sò mai. Và những con đó là chị bán con nên nó có giá là 20-30k. Còn những loại khác là 30k một dĩa. Riêng có tôm với bạch tuộc là 60k. Nói chung là mức giá này là bình dân, phù hợp cho sinh viên, với lại nói chung là mọi người đều dùng được. Bạn bè, anh em rồi lại ủng hộ quán chị. Đó là cái niềm vui của chị.